xuân mùng 1 đi đâu? Đi đâu hả bố? Chùa đi phủ. Đây là chương trình à, Hoàng Thành Thăng Long. Bố ơi mình đi đâu thế? Vào đầu năm thì hôm nay bố mình sẽ dẫn mình đi chơi vòng quanh Hà Nội. Follow hai cha con nha. Hôm nay mình đóng vai tiên nắng. Bông cúc vàng. À đây là cúc à? Không phải mai à? Cúc không được mai. Không, nhưng mà cái hoa trên... Thường là hoa trên áo người ta làm không? Hoa cúc thật. Bây giờ mình mới để ý mình là một bông cúc vàng. Tại vì mọi người biết á, Hà Nội thì lúc nào trời nó cũng xanh xám. Này, mọi người xem. Đó. Có một màu mơ mơ. Nhưng mà may quá, đoạn đường này vẫn nhiều cây, vẫn đẹp. Chỉ có đến những chỗ này thì còn thấy đông, chứ còn đi trên đường thì vắng. Ngày mùng 1 người ta toàn đi từ chùa. Thấy chưa? Trời thiệt, thời tiết vô cùng đẹp. Không có lạnh. Sáng nay sẽ lạnh hơn, nhưng mà bây giờ là nắng. Từ Lý Nam Đế là vị vua đầu tiên mà xây lên Hoàng Thành Thăng Long. Nhưng mà cái thành mà bây giờ mình nhìn thì là của triều khác xây lên, đè lên. Chủ yếu là thần. Vậy thì kể cả kiến trúc cũng sẽ khác đi nhiều rồi đúng không? Khác đi nhiều. Chỉ là cái đất thì nó vẫn là ở địa điểm đó. Hà Nội chơi trò rồng rắn lên mây nha. Ngày một đầu năm mà chơi trò rồng rắn lên mây với anh em rồi. May là còn có cái công viên ở đây cho mình ngắm. Trên con đường này hơi lâu rồi. Hai bố con mình ra Hoàng Thành Thăng Long mà bố mình đã biến hình ấy. Đây là đúng là ông Hoàng Văn La này. Hai bố đứng quay hai bố con mình nhá. Chào mọi người. Đẹp không? Hai bố con mặc áo dài nhá, áo ngũ thân nhá. Nào, để cùng đi. Nổi quá. Ở đằng kia con thấy có hai con rồng đẹp. Tức là bây giờ vẫn còn cái hầm và mọi người nhà hầm bây giờ thành di tích mà. Nhưng mà mình sẽ không được đi tham quan vào hôm nay không được. Đây bố tưởng là hôm nay được, nó bảo ngày mai mới mở. À. Của nhân viên họ được nghỉ ấy. Đúng rồi. Chắc là cho họ nghỉ Tết. Thế như có lần cả bố mẹ cũng đi rồi mà, bố dẫn mẹ đi rồi nó. Thế ạ? Bố đẹp với con này. Đấy kìa. Kiểu như đổ. Như kiểu đổ hoa đỏ ra. Nổi nhỉ? Còn nó cao rồi. Hai bố con cứ được rồi. Đấy. Lần đầu tiên là bố vào đây vào đợt Tết thì bố thấy có khác gì so với ngày thường không ạ? Khác nhiều chứ. Mọi người ăn mặc đẹp hơn, dừng lại để chụp ảnh nhiều hơn. Chỉ tiếc là không được vào trong khu trưng bày thôi. Vâng. Vâng, không đúng vào cái ngày khu trưng bày nghỉ. Nhưng mà mình vẫn được vào trong đằng sau này xem này. Mình đi lên tiếp. Nha. Lên, lên, lên.
lên để ngắm cảnh từ trên cao. Lên lồng này rất đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào ạ? Những cái đèn lồng màu hình tròn ở đây toàn phần lớn hình trụ. Vâng. Thì hình tròn trông nó tàu hơn. Tàu hơn, đúng rồi. Và nó có tua rua. Còn bên này nó không. Bên này là chắc là đêm nó sắp sẵn. Đúng như bên này. Đẹp lắm bố ạ. Đứng làm một kiểu ảnh ở đây. Bố đào không? Đang xuống sâu thế nào mà cái đường nước hơi lý đây. Dạ. 11, 12 này. Cái đường thích thế này. Nền nhà nó các thứ nó sâu thế này. Nó sang tận bên hội trường quốc hội cơ. Ồ. Rộng lắm. Thế mỗi lần mà vua đi là đi kiệu. Không biết nhưng mà kiểu chắc là sao mà đi bộ được. Không. Chắc là công ty này. Dài mấy cây. Đúng là chưa lần nào vào đây con để ý những cái này. Cái hố này ngay ở trên cái cơ chứ à trên cái là bên trái. Những cái hố này lấy đào nền gạch sâu đứng lên ra sang trần này. Dạ. Bên trên lý là thấp hơn trần cao hơn một tí. Cái trần là 13, 14 luôn. Mấy cái chai này cũng đẹp này. Ừ. Lam hạ. Rồng ngày mùa. Cái này là tranh vẽ bằng cái gì nhỉ? Chạm khắc. Chạm khắc rồng này là cái tên nội dung. Đây là cái nội dung của bức tranh. À, còn cái bức tranh này là vẽ chắc là bằng kỹ thuật số thôi. Vẽ trên máy tính thôi. Đẹp. Rất đẹp. Vẽ kỹ thuật số đấy ạ. Vẽ trên máy tính á. Đúng mà. À đúng rồi, đi cái tổ. Là rồng thời nào? Bố cho rằng rồng thời Lý. Năm rồng đầu năm là phải đi ngắm rồng. Ngắm rồng để cho nó thăng. Đây này, rồng mây này. Khán giả. Ở trong bên kia có chữ của Hoàng Thành nhưng mà hôm nay rồng của bên này vào. Rất tiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.